Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của bản tin Thế giới trên kênh FBNC. Thưa quý vị, đương kim Thủ tướng Thái Lan bà Chirrachinawat đã vừa qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện và sẽ tiếp tục làm Thủ tướng Thái Lan cho tới hết nhiệm kỳ. Theo kết quả bỏ phiếu được Chủ tịch Hạ viện công bố, thì trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này có 134 phiếu thuận, 297 phiếu chống và 7 phiếu trắng. Như vậy, số phiếu bất tín nhiệm không vượt quá một nửa số nghị sĩ tham dự. Bà Chirrachinawat tiếp tục làm Thủ tướng Thái Lan cho đến hết nhiệm kỳ, tức gần 2 năm nữa. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra theo đề xuất của đảng Dân chủ đối lập, nhưng đảng Phía Thái của bà Chirrachinawat hiện kiểm soát Hạ viện đã bỏ phiếu chống lại đề xuất này. Tôi khẳng định lại rằng Thủ tướng Chirrachinawat sẽ không từ chức hay giải thể quốc hội. Lãnh đạo cuộc biểu tình là ông Suthep Thausuban, cựu nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đối lập. Tòa án hình sự Thái Lan đã có trác bắt giữ ông này nhưng cảnh sát vẫn chưa động đến ông. Phát ngôn viên của đảng Phía Thái cho biết quốc hội sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết biến cố hiện tại. Ông Suthep Thausuban, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập và cũng là lãnh đạo của cuộc biểu tình, hiện đã có trác bắt giữ nhưng cảnh sát vẫn chưa động tới ông. Tôi tin là sẽ không có nhiều người tham gia vào cuộc biểu tình mà ông Thausuban đang tổ chức, bởi đó không phải là cuộc biểu tình vì hòa bình. Đại diện phía đảng Dân chủ đối lập cho biết, mặc dù không thành công trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Chirrachinawat, nhưng đảng Dân chủ cũng đã cho công chúng biết được chính phủ hiện tại đang gặp vấn đề. Các cuộc biểu tình chống lại chính phủ Thái Lan đã bước sang ngày thứ năm và vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cho đến nay, những người biểu tình chỉ mới thành công trong việc làm gián đoạn hoạt động của cơ quan chính phủ và chính quyền Thái Lan cũng rất thận trọng đối phó với họ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, các ngân hàng Tây Ban Nha cần huy động vốn bằng cách thanh lý bất động sản đang nhắm đến nhà đầu tư ngoại, những người đang hứng thú với thị trường nhà cho thuê tại đất nước này. Bởi trong bối cảnh cắt giảm hiện tại, mua nhà với người dân Tây Ban Nha thật sự khó khăn nên nhu cầu nhà cho thuê đang tăng vọt. Ngân hàng Sareb tại Tây Ban Nha đang rao bán 7 chung cư cho thuê tại 3 thành phố là Madrid, Barcelona và Guadalajara. Năm ngoái Sareb đã tiếp nhận tài sản của các ngân hàng yếu kém khác, trong đó có cả Bankia. Riêng khối bất động sản đã là hơn 50 triệu euro. Thanh toán được một vài bất động sản, Sareb đã huy động được 1,7 tỷ euro trong năm nay. Theo nhiều chuyên gia, sắp tới sẽ có nhiều ngân hàng yếu kém đi theo cách của Sareb. Và đối tượng mà ngân hàng này nhắm đến là các nhà đầu tư ngoại đang có ý định mua nhà ở Tây Ban Nha và cho thuê lại. Bởi thị trường nhà cho thuê tại Tây Ban Nha có thể tăng trưởng gấp đôi trong vài năm nữa. Vì khi mà chính phủ tiếp tục cắt giảm chi tiêu, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, các khoản vay thế chấp thì khó khăn hơn. Do đó, người dân Tây Ban Nha không có nhiều cơ hội để mua nhà nên sẽ đi thuê. Nhận thấy nhà cho thuê ở đây tăng lên, nhiều nhà đầu tư ngoại bắt đầu mua lại các căn nhà tồn kho. Ví dụ như tập đoàn Blackstone của Mỹ chi hơn 125 triệu đô la Mỹ mua tổng cộng 18 chung cư tại Madrid. Thưa quý vị, cổ phiếu của các công ty xây dựng tại Anh đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Ngân hàng Trung ương đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ rằng ngân hàng này sẽ bỏ các chính sách hỗ trợ hoạt động cho vay thế chấp hồi năm ngoái khi nhận thấy thị trường đang đứng trước nguy cơ vỡ bong bóng. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Anh BOE và Bộ Tài chính đưa ra các chính sách để thúc đẩy hoạt động vay thế chấp của cá nhân và doanh nghiệp. Nhưng bây giờ BOE tuyên bố ngưng lại chính sách này vì nhận thấy không còn cần thiết. Khi đưa ra chính sách đó, chúng tôi nhận thấy thị trường nhà ở chưa phải đối mặt với nguy cơ nào. Nhưng bây giờ, nếu không có những thay đổi này, chúng tôi lo ngại sự phát triển của thị trường sẽ gặp khó. Một trong những nguyên nhân khiến BOE đưa ra quyết định này chính là nguy cơ bong bóng bất động sản đang đe dọa thị trường Anh. Giá nhà ở tại Anh được dự đoán sẽ tăng gần 6% vào năm sau. Khu vực tăng giá nhiều nhất là London và vùng lân cận. Do đó, BOE nhanh chóng ra tay để chặn trước những hệ lụy nguy hiểm thị trường nóng lên bất ngờ. Sau tuyên bố này, cổ phiếu các công ty xây dựng trượt mạnh. Barratt Development, công ty xây dựng lớn nhất của Anh, mất giá cổ phiếu đến 9,6%. Chuyển sang một thông tin tiếp theo. Lãnh đạo châu Âu vừa cho biết Tổng thống Ukraine vẫn có thể nối lại thỏa thuận với EU khi ông đến dự cuộc họp tại Vilnius. Trong khi EU đưa ra tuyên bố này, thì trên đường phố Ukraine, người dân vẫn biểu tình phản đối quyết định hồi tuần trước của chính phủ. Mặc dù vào tuần trước, Ukraine đã dứt khoát thỏa thuận thương mại lịch sử với EU, nhưng lãnh đạo châu Âu cho biết, khi đại diện hai bên đến tham dự cuộc họp đối tác phía Đông, Eastern Partnership vào ngày 28 tháng 11, thì Ukraine vẫn còn cơ hội nối lại. Nếu họ cam kết sẽ hợp tác với châu Âu, nếu họ có quyết định đúng đắn, họ luôn luôn được chào đón trong đại gia đình châu Âu. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cũng tuyên bố, cửa vẫn mở cho Ukraine ký kết thỏa thuận với EU. Tuy nhiên bà nhấn mạnh, bà không kỳ vọng chuyện đó sẽ xảy ra ngay lập tức. Chúng tôi khẳng định EU sẵn sàng để chấp nhận Ukraine như một đối tác và ký thỏa thuận hợp tác. Nhưng theo tình hình hiện tại, tôi thấy không có hy vọng nào rằng chuyện này sẽ xảy ra ngay bây giờ. Dù sao thì cửa vẫn mở. Trong khi EU đưa ra lời tuyên bố đầy thiện chí đó, thì người dân Ukraine cũng đang biểu tình, đề nghị Tổng thống Viktor Yanukovych thay đổi quyết định và ký thỏa thuận với EU. Là những người dân Ukraine, chúng tôi muốn hợp tác với EU,
vì chúng tôi thuộc về nơi này và chúng tôi là một nước châu Âu. Người dân bất mãn với quyết định của chính phủ. Nó cản trở chúng tôi nắm bắt lấy cơ hội phát triển của mình. Dù sao, quyết định vẫn nằm ở phía chính phủ Ukraine. Mọi chuyện sẽ phần nào rõ ràng khi hội nghị ngày 28 tháng 11 kết thúc. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hiện đang có chuyến thăm chính phủ Tây Ban Nha tại Madrid. Nhiều chuyên gia cho rằng rất có thể hai nền kinh tế này sẽ hoán đổi vị thế trong Eurozone khi mà Pháp vẫn chìm trong khó khăn, còn Tây Ban Nha thì đã ra khỏi suy thoái. Theo bản khảo sát tháng 11 của EU, thì triển vọng kinh tế tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone đang rất tích cực. Niềm tin của các doanh nghiệp Tây Ban Nha đã cải thiện kể từ tháng 5. Chúng tôi đang thảo luận phương cách cùng nhau thoát ra khỏi khủng hoảng, phải đảm bảo rằng khủng hoảng không tái diễn và nền kinh tế quay trở lại đà tăng trưởng tốt. Năm nay là một năm có nhiều biến chuyển tại Eurozone. Tại hội nghị thường niên năm ngoái, đã có câu hỏi rằng khi nào thì Tây Ban Nha yêu cầu thêm gói cứu trợ quốc tế. Chỉ 12 tháng sau, quốc gia này đã sang trang mới. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, Bộ Tài chính đã huy động được 4,5 tỷ euro trong một phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 tháng và 9 tháng, tức đạt được mức cao nhất của mục tiêu 3,5 đến 4,5 tỷ euro đã đề ra trước đó. Với việc nền kinh tế thoát dần khỏi khủng hoảng, Tây Ban Nha dự định vào tháng 1 năm 2014 sẽ từ biệt chương trình cứu trợ quốc tế dành cho các ngân hàng gặp nhiều khó khăn ở nước này. Với những chính sách thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi tiêu công, Tây Ban Nha đã tạo được cú hích cho nền kinh tế và đưa nước này trở lại đà tăng trưởng. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ hai Eurozone là Pháp thì lại trượt dài trong suy thoái. Chỉ số kinh tế quý 3 vẫn ảm đạm, nhiều biện pháp cải cách không hiệu quả, hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ, thị trường lao động mất tính cạnh tranh. Công ty đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P đã quyết định hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp từ mức AA cộng xuống mức AA. Thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP, cao hơn mức trần quy định 3% GDP của EU. Hiện tại, Ủy ban châu Âu EC đang yêu cầu Pháp giảm mức thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, nhưng chính phủ Pháp cho hay nước này sẽ chưa thể đạt được mục tiêu này trong năm 2013 và 2014. Sau khi leo lên mức kỷ lục vào tháng 9, thì số người thất nghiệp ở Pháp đã giảm 20.500 người trong tháng 10. Sau nhiều biện pháp không hiệu quả, thì Tổng thống Pháp đang không được lòng dân. Nhưng hiện tại, Tổng thống François Hollande đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi Bộ Lao động công bố số người thất nghiệp ở Pháp đã thoát khỏi mức cao kỷ lục. Chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất là tạo ra nhiều việc làm hơn nữa. Đó cũng là điều mà chính phủ Pháp đang tập trung giải quyết. Hiện số người đăng ký thất nghiệp trong tháng 10 giảm còn gần 3 triệu 300 ngàn người. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,6% so với tháng trước, nhưng so với năm ngoái thì tăng tới 6%. Tuy nhiên, nếu tính trên cả số người không có việc làm nhưng không đăng ký thất nghiệp, thì con số này tổng cộng có thể lên đến hơn 4 triệu 800 ngàn người. Chuyên gia tại Viện Quan sát OFCE của Pháp cho biết, chính sách tạo việc làm dựa vào nguồn tài trợ của chính phủ không phải là biện pháp giải quyết vấn đề việc làm trong dài hạn. Chúng ta biết số việc làm được tài trợ bởi chính phủ này không thể duy trì được mãi. Sau 8 tới 10 tháng thì không được tài trợ nữa. Về phía người dân thì những người thất nghiệp cho biết họ không còn cách nào khác là tin vào lời hứa tài trợ cho thị trường lao động của chính phủ. Các chính trị gia cần phải suy nghĩ trước khi hứa những lời sáo rỗng. Ai cũng biết Pháp đang rất khó khăn, họ không cần phải an ủi người dân nữa. Tình hình thị trường việc làm ở Pháp nhìn chung vẫn không khả quan hơn. Hãng viễn thông Alcatel Lucent vừa mới tuyên bố hồi tháng trước rằng sẽ cắt giảm 10.000 việc làm trên toàn cầu. Hãng sản xuất ô tô Peugeot thì sau 10 năm cắt giảm 500.000 việc làm vẫn đang chật vật với chuyện sống còn. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Pháp có học được gì từ Madrid hay không? Vấn đề cơ bản của Pháp là mô hình kinh tế với các hệ thống chính sách, quy định quá trì trệ và ngại thay đổi. Các chính trị gia trên khắp châu Âu đang tạo áp lực để Pháp thay đổi điều đó. Pháp cần phải học tập từ Tây Ban Nha. Nhiều chuyên gia tin rằng về dài hạn Pháp vẫn là nền kinh tế mạnh hơn Tây Ban Nha và các ngân hàng Pháp sẽ không cần gói viện trợ quốc tế nào. Nhưng rõ ràng trong tình hình hiện tại, Tây Ban Nha đã thoát khỏi suy thoái, còn Pháp thì không. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của bản tin Thế giới trên kênh FBNC. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chứng khoán thế giới, các nhà đầu tư thận trọng hơn. Đài phát thanh nữ giới đầu tiên ở Somalia.